Chào mọi người, đây là cái cây ráy tai voi vàng, gọi với tên khoa học là Alocasia graviana aurea. Hôm nay Khương chia sẻ cho mấy anh chị là Khương có hai cái mầm, gọi chung là hai cái củ á, thì hai cái củ này nó đang chuẩn bị lên mầm, có rễ nha quý anh chị. Mấy anh chị em mà nhìn thấy cái rễ của nó đẹp không, rễ trắng không? Đó. Thì cái cây ráy tai voi vàng á, thì nó có cái tên khoa học thì đọc nó khá là dài, thì cũng có nhiều quý anh chị là cũng chưa có biết. Thì ở Việt Nam thì cái cây này nó cũng thuộc cái dạng như là mới, nhưng mà em cũng giải thích sơ sơ với mấy anh chị một xíu là cái cây này nó cũng thuộc cái dòng họ của bạc hà, với cái tên khoa học của nó là nó thuộc cái họ là họ Alocasia, thì do các tên khoa học của nó như vậy để người ta dễ gọi, dễ phân biệt nó, chứ không phải là cái cây bạc hà như của Việt Nam mình đâu nha. Nó khác rất là nhiều nha, nói là nó giống như vậy thôi nhưng mà thực sự là nó khác rất nhiều đó. Thì hiện tại Khương có hai cái mầm, cái mầm hồi nãy lúc đầu anh chị coi á, thì cái mầm đó nó có rễ rồi và đang chuẩn bị bung bung lá đó. Khương chia sẻ cái mầm bên nó rồi, còn cái mầm ở bên này á thì quý anh chị thấy không, nó có hai cái rễ nhỏ đó đó. Thì thường thường những cái củ nó đã có rễ như vậy thì nó rất là mau lớn đó, nó đang chuẩn bị bung lá đó, đó chị anh chị anh chị thấy không, nó đang bung cái cuống lá nó lên đó, thì nó bung rất nhanh. Thì thường thường những cái cây bạc hà thì quý mấy anh chị cũng biết rồi, chăm rất là dễ dễ dàng chăm mà dễ 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 trồng nữa. Ở Việt Nam mình trồng nó rất là dễ dàng, nó phù hợp với cái thời tiết khí hậu của Việt Nam đó. Thì đấy, ghế anh chị thấy không, đây là cái cây đầu tiên nè đó, qua bên này là cái cây thứ hai nè đó, thấy không? Đâm ra là cứ muốn chia sẻ cho mấy anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nha.